Lời đầu tiên cho phép Lan Dạ xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị. Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bề dâu. Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ông. Nếu mai rời xa, nhìn lại trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra. Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phao. Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về. Một ngày anh chờ em, vì ngày anh đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù em có che lại vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cay là hoa tuyết không tan. Xin cảm ơn quý vị. Rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về. Một ngày anh chờ em, ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù em có che lại vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cay là hoa tuyết. Vì màu nở trắng em cay